Thế cả nhà mình lên xe đi. Rồi, hôm nay mình đi Hòn Thơm không thì nó rất là phí thời gian, tại vì ở đó nó chỉ có là công viên nước, công viên chủ đề và tắm biển ở Hòn Thơm. Những cái trò chơi của Hòn Thơm á, thì bây giờ đang bảo trì rất là nhiều. Thế được rồi. Để cháu xem lại cái này. Là một thành phố đảo, xung quanh là biển, nhưng ở đây đường xá, cây cối, nhà cửa rất đẹp, rất hoành tráng, là một điểm đến rất tuyệt vời. Hôm nay gia đình bây giờ vào cơ sở Ngọc Trai Ngọc Hiển để tham quan. Sẽ nghe một vài thông tin ngắn về trước, sau đó mình vào bên trong để trực tiếp xem mộ cha Lý Ngọc. Sau cùng là mình sẽ lên bên trên phòng trưng bày một tham quan thành phẩm sau. Ở trước khi mà mình vào xem mộ cha thì xin giới thiệu với cả nhà. Đây là cái câu thiệp. Đây là mổ cậy luôn. Đấy. Viên ngọc đấy. Đẹp quá. Tôi chia sẻ với cả nhà cách phân biệt được đâu là ngọc trai thật, ngọc trai giả. Cách thứ nhất, mình mà sát hai cái viên ngọc lại vào với nhau như thế này. Nếu mà nó cho ra một lớp vụn màu trắng là ngọc trai thật, còn không cho ra vụn là ngọc trai giả. Cách thứ hai là mình sẽ lôi sơ qua ngọc lửa. Ngọc trai thật sẽ hấp thụ nhiệt không biến dạng, còn ngọc giả sẽ biến dạng có mùi hôi. Tuy nhiên khi mà tổ chức cách như thế này nhiều lần thì viên ngọc của mình nó sẽ bị tổn thương. Đây là sưu tầm dưới đại dương đấy. Đây là những khẩu súng thần công mà vớt được dưới đáy biển đấy. Đây là các cổ vật vớt được dưới đáy biển nhé. Nhiều quá. Ôi đẹp quá này. Chà chà. Những khối san hô. San hô này. Thạch hải khí. Đẹp quá. Đây là những cái cổ vật vớt được dưới đáy biển đấy. Wow. Đây là một khối san hô nó đẹp quá, trông như là cái tầng cấu như là cái thảm sắt. Đây là các con ốc lớn quá các bạn ơi. Một con ốc này mình tính là nó phải một cái vỏ không nó phải mấy kg rồi các bạn ạ. Lúc nó tươi nó phải hàng chục ký mất. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, những con ốc này, vỏ ốc này, bộ sưu tầm này rất đẹp. Còn đây là những con ốc gai, đẹp quá trời ơi. Chủ yếu nó là nhà
cái vỏ chai, vỏ sò tai tượng. Vỏ chai tai tượng hóa thạch các bạn ạ, to ghê, rất khủng. Đẹp quá các bạn ơi. Đây là cái xưởng chế tác ngọc trai đây. Trong kia là người thợ đang làm việc. Đây là các sản phẩm được chế tác từ các loại vỏ chai các bạn ạ, đẹp quá. Người thợ đang gia công. Đang chế tác đẹp quá. Đây là sản phẩm đây. Sản phẩm đẹp quá trời luôn. Các sản phẩm nghệ ngọc trai đẹp quá. Từ những vỏ của con trai, con ốc qua bàn tay của người thợ đã trở thành những sản phẩm rất đẹp, nhìn thật mê ly các bạn ạ. Đẹp quá. Con lựa gì, con lựa cái gì đó, con lấy một con thôi à, con lấy một con thôi đi, mai lấy cái gì đó. Thuê tiền à? Những sản phẩm đẹp mỹ mãn luôn. Cấm quay phim chụp ảnh. Wow, cái này đẹp quá này, cái san hô này đẹp quá này, trời ơi. Rời cơ sở ngọc trai đến điểm tham quan khác. Đây là cái xưởng sản xuất nước mắm đấy. Những cái thùng gỗ này được đai bằng các cái dây cói. Ướp chượp đấy ạ. Nước mắm. Dạ. Thùng này thì nó sẽ làm dây mây, một sợi vậy là 60 sợi dây mây. À. Mây mà mình làm mỹ nghệ đó. Thì cái ván này là gỗ kiền kiền. À. Quốc mới có thôi. À. Gỗ này nằm nó sớ nó ngang. Một cái thùng này lớn quá nhỉ, khoảng độ bao? Này là 15 khối. 15 khối. Ôi. Lớn nhỉ. Hôm nay thì cái giá mình ướp bây giờ là khoảng 400 triệu tiền cá với tiền muối, tiền nhân công. À, nhưng mà khi mà mình bán là mình bán được 4 nước. À. Nước mắm nhĩ, mắm cốt và mắm loại 1 hay 2. À. Thì một thùng mà em bán được khoảng 1.2 tỷ. À. 1.5 tỷ. À. Đó thì đây họ dưới này họ làm luôn cái van ở dưới này. Dạ, để mở luôn không phải, đúng không? Cũng là kỹ thuật lắm đó chú ạ. Khi à. Người không biết lót lột cái này cho nó kêu là cái lù. À. Người không biết lót là nó sẽ không chảy nước ra đâu. À. Người ta lót kỹ thuật cao thì nó sẽ chảy ra. À. Đấy. Còn cái xác thì nó sẽ bán về Đà Lạt cho làm thân. À. Cái xác mắm. À. Thùng này thì người ta kêu là 13 khối, 15 khối. Đấy. Nào có thích lên cái thùng này không? Ngồi không? Xem ngắm không? Bế lên nhá. Nhưng mà ông làm sao mà ông tới cao được? Nhé. Yeah. À. Quầy khô đây. Đủ các loại đây. Ôi, đẹp quá. Khô mực này. Khô mực này, tép khô này. Yeah.
khô luôn, khô mực, khô lúa, khô cá chỉ vàng. Đây là tổ yến này. Đấy. Các loại đến đây thì là hàng chất lượng ạ, mua là yên tâm luôn, không phải chi. Đây là yến tuyết này, không yến đường, không yến. Đây là 8 triệu này. Các sản phẩm của biển. Đây là các loại vây cá. Các loại xương vây cá mập. Rời nhà nước mắm Phụng Hưng, bây giờ đi tham quan bốn đảo, qua khu chợ An Thới. Ở đây rau cỏ cũng nhiều, mắc hơn là thịt và cá các bạn ạ, vì họ vận chuyển từ đất liền ra đảo. Đến chợ đông quá. Video của mình cũng xin dừng lại ở đây. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo. Bye.